Phùng Ngọc Huy hát Nơi nào để thấy em, khán giả thương nhớ Mai Phương. Tối 29 tháng 5, Phùng Ngọc Huy ra mắt MV Nơi nào để thấy em, MV đơn giản, chỉ có hình ảnh nam ca sĩ đứng hát trên phong nền đen với gương mặt đượm buồn. Lời bài hát là nỗi buồn nhớ về người yêu đã ra đi. Những phút giây ngày ấy, những dấu yêu còn đây, cớ sao vụt bay tình yêu đã lỡ thật rồi, vẫn cứ ngỡ em nơi đây, vẫn cứ ngỡ chưa chia tay, vẫn hay em đang gần bên anh. Đến phút cuối em ra đi, nuốt nước mắt khi chia ly, Người đi giờ mình anh Với nỗi nhớ chơi vơi Bao đêm khóc thầm Nơi nào để thấy em do nhạc sĩ Minh Thụy sáng tác Nhạc sĩ Minh Thụy cho biết Anh sáng tác bài hát cách đây khá lâu Bài hát được Phùng Ngọc Huy mua độc quyền Đến nay nam ca sĩ quyết định ra mắt bản thu Vào thời điểm này khi vừa trải qua mất mát lớn Khi chia sẻ ca khúc trên trang cá nhân Phùng Ngọc Huy viết Nơi nào để thấy em anh không chia sẻ về ý tưởng đằng sau MV, nhưng khán giả cho rằng ca khúc nói thay nỗi niềm của Phùng Ngọc Huy khi Mai Phương đã qua đời. Bình luận trên trang của Phùng Ngọc Huy, nhiều khán giả khen bài hát giàu cảm xúc ý nghĩa. Nhiều người chúc anh sớm được về Việt Nam đoàn tụ với con gái. Mong em đừng buồn, người ra đi cũng đã ra đi rồi, người ở lại còn chặng đường gian nan để vượt qua. Chúc em và cháu luôn mạnh khỏe. Khán giả Nga Tôn bày tỏ, hiện tại Phùng Ngọc Huy vẫn ở Mỹ, diễn biến dịch Covid ở nước này chưa ổn, nam ca sĩ làm một số công việc để trang trải cuộc sống. Mai Phương qua đời hôm 28 tháng 3, đến đầu tháng 4 Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của cô, và cũng là cha của con cô cho biết anh là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé la vi huy sẽ làm mọi thứ để cha con sớm có ngày được bên nhau với huy con gái la vi luôn là ưu tiên hàng đầu huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào phùng ngọc huy khẳng định